Nhóm Thôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay thật sự con rất là vui luôn và hạnh phúc khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân. Chú xin được phép giấu tên, hỗ trợ cho một hoàn cảnh rất là đặc biệt luôn. Ở xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Thì cô thì thuộc diện hộ nghèo của xã, đó là cô Ni. Thì gia đình của cô Ni thì hàng ngày thì cô có bị tật, cho nên là hàng ngày đi bán giấy số để kiếm sống qua ngày. Sống chung cùng với lại một người em, thì người em câm điếc bẩm sinh từ nhỏ. Thì ở nhà thì chị chỉ phụ cho chị của mình là đi đăng võng, mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn. Thì vào cái mùa dịch này thì gia đình của chị rất là khó khăn, rất là may mắn được chú quan tâm đến. Giờ xin mời các cô chú, anh chị, các bạn vào thăm gia đình nha. Đây là cái con đường để đi vào nhà của cô Ni. Chào ba. Đây là cái chiếc xe ở chỗ công ty sổ số kiến thiết á, thì gửi tặng cho gia đình cô để cô hàng ngày sinh hoạt, để đi bán giấy số để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Mà mình lên nhà nha. Con chào cô Ni. Cô Ni khỏe không? Khỏe. Dạ. Con chào cô Yến. Cô Yến. Dạ. Gia đình mình đang làm gì hả cô Ni? Ổn gầy nghỉ giấy số rồi à. Không có tiền xài. Dạ. Mình vô đây ngồi nha cô. Lãnh nợ về đương giọng. Dạ. Con thấy là cô đang nấu nước mắm hả? Ừ. Dạ. Cô Yến xuống đây. Đây là cái dạ. Cái này là của cô Yến đúng không? Cái này là của cô Yến hả? Ừ. Dạ. Hai chị em đây. Đâu cô Yến đang sao đâu, đang che cho con xem đi. À đương à. Dạ. Đâu cô Yến đang đi. Yến đang. Lại đương đi. Cô Yến gì à, trong lúc cô Yến đang á thì con với lại cô Ni nói chuyện nha. Bây giờ là hàng ngày là cô Yến ở nhà phụ cô Ni đang giỏng vậy, thì mỗi cái giỏng vậy là người ta cho một mình bao nhiêu tiền cô Ni? 2.000. Một cái 2.000. Ừ, 2.000 mà mình làm đầu luôn á em. Dạ. Còn không làm đầu là nó có nhà máy à. Dạ. Rồi bây giờ nó bắt mình làm đầu luôn. Dạ, làm đầu luôn. Làm sao cô? Cái 2.000. Dạ. Dạ. Vì một ngày là vậy là cô Yến làm bao nhiêu cái? Hai chị em. Hai chị em là làm được có 5 cái rồi em ơi. 5 cái. Ủa. Là và mình được thu nhập bao nhiêu một ngày hết cô Ni? Có 10.000 bạc. Dạ 10.000. Dạ. 10.000. Tại vì không có chuyện làm mà không có tiền, cỡ này khổ lắm mấy em. Dạ. Rồi không nghĩ tới nay đó rồi lãnh về đương nè. Dạ. Rồi nó bắt mà mình làm đầu gì nè. Dạ. Cô chú ơi thì ở đây là cô Ni với lại cô Yến á, là làm đầu như thế này nè, hoàn chỉnh như vậy. Thì mỗi cái á, là 2.000 đồng. Mà mỗi ngày á, là cô Ni và cô Yến chỉ làm được có 5 cái thôi. Là chỉ 10.000 cho một ngày để mà hai chị em cùng sinh sống. Thì căn nhà mà của cô Ni và cô Yến á, ở á, thì cũng là do là hội phụ nữ quan tâm và cấp cho. Dạ. Rồi hổm gài tình hình dịch bệnh là cô Ni cũng đâu có đi bán giấy số được hả cô? Không bán giấy số được, em coi giờ khổ. Dạ, tức là cũng em của cô Ni cũng gửi tặng tiền cho cô Ni đúng không? Chính là giúp đỡ cho mình. Dạ. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì không có đi làm được nữa. Thì cái phần giúp đỡ mình những cái lúc trước thì sẽ không có được nhận nữa. Dạ. Thì mấy người trên Bình Dương thì kẹt chánh hết rồi. Dạ. Không có ai về được. Rồi hàng ngày với lại cô Ni với lại cô Yến ăn uống như thế nào? Thì nó ngay bữa hổm có mấy chị cho gạo rồi. Dạ. Cho gạo rồi ăn. Dạ. Rồi giờ hết nước mắm ăn rồi. Bà già bà kêu nấu đi kêu hàng con. Dạ. Cô Ni cũng bớt buồn nha. Làm em nha. Gầu lắm em. Dạ, con biết là cô Ni đang xúc động rất là nhiều khi nghĩ tới hoàn cảnh gia đình của mình. Thì như nhỏ này thì đâu có bạn, đâu có mặt gì vô tiền đấy. Dạ. Rồi nhờ bạn giấy số một quạt, hôm nay em thấy khổ lắm. Hồi bữa ổng bị đổi giấy số giả đó. Dạ. 800.000. Rồi tới bệnh dịch cái ùng tới đó. Rồi bán ế mấy bữa đó. Dạ. Đâu 300 mấy chục ngàn. Dạ. Dùng dập không gầy rồi bởi vì không có tiền ăn. Dạ.
rồi nó ngay mấy gà nhờ bà thím ba ở dưới xóm kế nè. Dạ. Bà đi chợ cái con bà đi thành phố về đó. Dạ. Rồi cái bà đi chợ, bà đi chợ mua đồ ăn rồi cái nó ngay rồi cái bà cũng đem lại cho mình ăn. Dạ. Vậy đó. Tức rồi là... có khi mình muốn ăn gì thì gửi bà ăn rồi mượn tiền bà. Dạ. Vậy đó. Thế là trong cuộc sống thì chòm xóm cũng có nhau. Ừ. Thế là mấy cô xung quanh thì cũng rất là thương và quý gia đình của hai cô. Thì người ta cũng giúp đỡ cho mình những cái lúc khó khăn như thế này. Thì con thấy vào cái mùa dịch bệnh này thì rất là căng thẳng. Mọi người thật sự rất là khó gầu khăn luôn. Thấy năm nay gì đâu mà bệnh quá trời bệnh. Dạ. Luôn. Không có làm gì để có thêm thu nhập làm được. Làm gì được đâu giờ đâu em. Dạ. Bây giờ là nghe hừ... nãy là người ta cho hay là không cho mình xuống giàm nữa đó. Yeah. Nghe nói ở dưới có người nào bằng lúa đó. Yeah. Đi xuống dưới là cái người đó mắc bệnh rồi đó. Yeah. Rồi, nói chung là người ta không giờ cho đi không xuống dưới đó được là làm sao mà lấy mua cũng như mình lợi mình không có tiền mình lợi tiệm quen của mấy chị dưới đó. Yeah. Cái mình mua thiếu đồ kia được ăn. Yeah. Rồi bây giờ nghe cái vụ này làm sao đi được. Còn xung quanh đây 2-3 ngày nay không có đi được rồi là nói ngay không gầy là mấy tầng là nhờ bà ba đó. Dạ. Tại vì người ta cũng rất là cẩn thận để bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Nên là người ta không cho mình xuống đó để mình khu cách ly ở dưới để cho mọi người an toàn hơn. Hôm nay thì đến thì con cũng rất là vui khi là được đại diện cho Mạnh Thường Quân. À, chú xin được phép giấu tên. Thì gia đình cô rất là may mắn luôn. Thì được chú gửi đến cho một cái phần quà. Phần quà này giống như là chia sẻ cái yêu thương với lại giúp đỡ cho gia đình cô vượt qua cái khó khăn này trong cái mùa dịch. Con xin phép được đại diện cho chú cho cái phần quà này cho cô Ni nha. Dạ cô Ni mở ra xem giùm con ha. Dạ. Mở ra luôn nha. Dạ cô Ni mở ra đi. Dạ. Cô Yến có vui không? Có ai tặng quà là cái cấp này là mừng lắm. Dạ. Thì cần đó. Cô đếm đi cô Ni. Đếm nè. Dạ. Một triệu rưỡi không em? Hai triệu rưỡi. 4 triệu. Bốn triệu rưỡi. Phải không em? Thì chú xin được phép dấu tên gửi về cho gia đình cô là 200 đô qua PayPal thì tương ứng với số tiền là 4.500.000 đồng giúp đỡ cho gia đình cô bớt khó khăn phần nào. Hà Thị Ni, mình là Hà Thị Ni gửi lời thăm mà cảm ơn Mạnh Thường Quân với cảm ơn hai em lo lắng cho chị. Hai chị em rất cảm ơn có số tiền này là mừng lắm. Dạ. Cô nói ngay mình bán số rồi đó giờ thì lời ít chục ngàn đủ ăn vậy đó. Dạ. Yeah. Đủ ăn đủ chứ mới có số tiền nhiều. Yeah. Nó ngay ai cho thì nó ngay nhiều. Lâu lâu có mấy người ông chú gì đó. Dạ. Yeah. Với em Thái đó lâu lâu hồi cái năm đó vô cho được 2 lần. Dạ. Yeah. 1 lần 2 triệu. Dạ. Được 2 lần, mừng hết sức mừng luôn em. Dạ. Bây giờ là cô Ni với lại cô Yến để dành dụng số tiền này nha. Dạ. Cái số tiền này là mừng lắm. Dạ. Cô, hai cô nhớ giữ gìn sức khỏe thật là tốt nha. Thì hôm nay thì chú ơi, con rất là vui luôn khi được đại diện cho chú đến trao tiền cho gia đình của cô Ni. Thì những cái lúc này thì cô nhận tiền cô rất là xúc động luôn và rất cái trân trọng cái cái món cho tiền mình. Dạ. Rất là nhiều. Dạ cô. Cảm ơn Mạnh Thường Quân cũng nhiều luôn. Dạ. Con xin chúc cho chú và gia đình lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ, lúc nào cũng gặp may mắn giống như là cô Ni nói. Dạ con chào chú, chào các bạn. Dạ.